nay Taylor sẽ chia sẻ cách làm bánh mì bơ tỏi Hàn Quốc. Và nguyên liệu hôm nay thì Taylor có là bột bánh mì nè các bạn. Cái này là bột bánh mì này, bread flour này, các bạn có thể mua ở chợ Mỹ. Chợ Mỹ nào cũng có bán nha. Nhưng bây giờ thì hơi tìm hơi khó, nhưng mà nếu mà các bạn tìm được thì bột bánh mì nha các bạn. Này có protein là 12% nha các bạn. Đây là 250g bột bánh mì hoặc là 1 cup rưỡi dung bột bánh mì nha các bạn. Coi cái bột thì Taylor sẽ dùng một cái trứng. Và cái đây là 115ml sữa tươi. Taylor hâm trong lò vi sóng khoảng chừng 30 giây để cho nó nước ấm ấm á các bạn. Taylor sẽ dùng một muỗng cà phê men nở khô nè các bạn. Cái men nở khô này mình cũng có thể tìm mua ở tiệm Mỹ nha các bạn. Mình lấy một muỗng cà phê thì khoảng chừng 5g. Taylor hôm nay sẽ dùng một cây bơ, một cây phô mai, sữa đặc nè các bạn. Taylor sẽ dùng 50g. Đây là kem đánh thì Taylor cũng dùng 50g luôn, hoặc là 50ml. Một cục tỏi, một trái tỏi giống như đây. Rồi cái này là parsley, là cái ngò tây á các bạn, mà nó phơi khô rồi á, nó bỏ vô cái này nè. Nếu mà các bạn không tìm được ngò tây khô á, cái này mình có thể mua ở chợ Mỹ nha. Thì mình có thể mua ngò tây tươi về mình cắt ra rồi mình bỏ vô cũng được. Rồi để bắt đầu thì Taylor để gây cái bột này lên cho cái bột nó mịn nha các bạn. Cái bột này là 250g, Taylor sẽ bỏ vào nửa muỗng cà phê muối. Mình bỏ vô đây mình gây đi. Còn đường thì Taylor sẽ cho 2 muỗng canh vào cái bột nha các bạn. 2 muỗng canh lưng lưng. Rồi mình sẽ gây cho cái bột mình nó mịn nha. Cái này là sữa tươi nè các bạn, thì Taylor sẽ bỏ vào 1 muỗng cà phê đường. Mình khuấy cho sữa đường nó tan trong sữa tươi. Men nở khô thì mình múc 1 muỗng ngang ngang như nè các bạn, mình bỏ vô. Mình khuấy sơ sơ để cho men nó nở. Và mình để yên đó các bạn, khoảng chừng 5 phút là men nó nở rồi. Và trong cái tô này, trong cái tô bột này thì là sẽ bỏ vào thêm một cái trứng nha các bạn. Mình đập cái trứng mình bỏ vào luôn. Trứng này thì là để nhiệt độ phòng á nha các bạn. Sau đó thì là sẽ đổ hết cái bột cái nước sữa với lại men hồi nãy nó nở rồi nè các bạn, nó nổi lên nè. Rồi bây giờ mình đổ vô đây luôn. Rồi sau đó thì là sẽ dùng cái máy mình đánh cái bột lên, mình đánh cái số nhỏ nhất trước nha các bạn, rồi mình mới đánh từ từ lên. Mình thay là sẽ nhồi bột trong vòng 15 phút. Rồi sau khi bột khô nó hết rồi các bạn, bây giờ mình tăng thêm chút xíu nữa. Rồi bây giờ thì là tăng tốc độ lên cao chút xíu các bạn. Mình có để đây cho nó nhồi, cái máy nó nhồi 15 phút nha các bạn. Rồi sau khi mình nhồi bột được 5 phút thì là tắt máy, mình để vô 2 muỗng canh bơ nha các bạn. Hay là cắt bơ nè, mình bỏ vô 2 muỗng canh bơ. Rồi mình để mình nhồi thêm 10 phút nữa các bạn. Với tốc độ khoảng số 6, số 8 nha. Rồi sau khi 15 phút quay đánh bột nè các bạn, bây giờ cái bột có thể là nó dẻo lắm rồi đó. Bây giờ mình lấy cái bột này ra nha, rồi mình đem đi ủ.
Trong cái thau này Taylor lấy miếng bơ mình thoa vòng quanh cái thau hết á các bạn. Để mình bỏ bột cho mình ủ á thì cái bột nó không có dính vào cái thau. Wow. Cái bột của Taylor nè các bạn. Đây là cái bột của Taylor, nó rất là dẻo luôn á. Để Taylor lấy ra cho các bạn coi nó dẻo như thế nào nha. Taylor chấm một miếng bơ trên cái tay. Đây. Cái bột của Taylor nó dẻo lắm nè các bạn. Mình có thể kéo ra luôn nè. Rồi, mình xe cho nó tròn lại rồi xong rồi mình bỏ cho mình ủ nha. Rồi đây cái cục bột nó tròn vậy. Thế là sẽ lấy giấy thực phẩm mình đậy lại rồi mình đem đi bỏ vô ủ. Rồi thế là lấy cái khăn sạch mình đậy lại nha các bạn. Mình đậy lại. Nếu mà trong nhà, nhiệt độ trong nhà các bạn á, mà lạnh quá thì mình mở cái lò nướng mình lên. Rồi xong rồi cái mình để cho nó ấm, cái mình tắt lửa các bạn. Rồi xong rồi ở trong cái lò nướng á, mình bỏ vô cái bột này vô cái lò nướng nè. Mình ủ cho nó ấm này nha. Hay là mở lửa mà hay là tắt rồi. Mình sẽ ủ trong đây trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Rồi các bạn, sau khi 1 tiếng thì là lấy cái bột ra nè các bạn. Wow. Bây giờ cái bột có thể là nó nở gấp 2 lần, gấp 3 lần hồi nãy đó. Tại vì mình mở cái lò ấm ấm lên á, ấm ấm nó mau nở lắm các bạn. Nếu mà nhiệt độ trong nhà các bạn mà trời lạnh giống như ở bên của Taylor á, Washington nó rất là lạnh các bạn. Hôm nay nó mưa lạnh lắm cho nên nhà Taylor lạnh mà mình phải mở lò lên cho nó ấm. Và các bạn thấy nè, giờ nó wow, các bạn thấy nè, tụng ngón tay xuống nó lúng luôn nè. Rồi mình làm bể cái ống này ra nha, là mình lấy nó ra khỏi cái thau này. Mình sẽ chia cái bột này ra làm tư, mình nhồi lại sơ sơ, xong mình chia cái bột này ra làm tư. Rồi thay là sẽ căng cho đúng, chia cho làm tư cho nó đều hết, nó đẹp. Cục bột này thay là có 460. Rồi thay là sẽ chia mỗi cái 110-115 nhé. Đây 115, 114 các bạn. Sau đó mình để xuống cái miếng silicone này nè. Và mình lăn cho cái cục bột nó đều, nó tròn lại nha các bạn. Đó, các bạn để xuống các bạn lăn giống gì nè. Lần hồi cục bột nó rất là tròn luôn á. Rồi, mình có cục bột tròn giống như đây. Rồi mình để qua đây. Rồi mình tiếp tục làm 4 cục bột kia giống vậy nha các bạn. Mình cũng nhồi cho nó mịn lại hết. Mình để vô đây. Mình sẽ lấy giấy thực phẩm, giấy kiến thực phẩm, mình đậy lại. Mình ủ cho khi nào cái bột này nó nở gấp 2 rồi mình mới nướng nha các bạn. Thì là sẽ bỏ vào cái lò nướng của Taylor nãy. Nó vẫn còn nhiệt độ ấm ở trong đó. Thì là ủ thêm nửa tiếng tới 40 phút đó các bạn. Cái bột nó nở gấp 2, mình mới lấy ra mình nướng. Đây là 50ml kem nước nè, kem tươi á các bạn. Đây là phô mai Philadelphia. Cái gói phô mai này là khoảng chừng 226g nha các bạn. Thì là hết, lấy hết cái gói này vô luôn. Mình bỏ vào cái tô này. Rồi thế là sẽ lấy 2 muỗng canh đường. Mình bỏ vô đây nè. Rồi thế là sẽ lấy thêm 1 muỗng canh ăn phở, sữa đặc, rồi bỏ vô đây luôn các bạn. Đây là sẽ đánh cho cái hỗn hợp này nó hòa tan lại các bạn. Cái này nó mịn lại á. Cái này là các bạn phải lấy cái phới này nè, mình quậy trước khi mình đánh cho hơi đường nó văng lùm á. Rồi dặn nước mỏi nữa nha.
bỏ kem nước hoặc là healthy whipping cream vào nè. Rồi thế là sẽ đánh cho cái hỗn hợp này nó mịn lại luôn. Rồi như vậy là được rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ bỏ vào cái bao nặng bánh. Khi bánh mì chín mình sẽ chét lên. Mình bỏ vào cái bao nặng bánh nè các bạn. Mình nặng cho nó giỏi thì mình băm ra giống vậy nè các bạn. Băm nhỏ ra giống vậy nè. Băm tỏi sống luôn nha. Tỏi sống bỏ vô nó mới thơm các bạn. Rồi sau khi ủ thêm 30 phút, cái bánh của Taylor bây giờ nó nở rất là to các bạn. Bây giờ mình đi bỏ vô lò mình nướng được rồi đây. Đó, wow, cái này nó nở bể cái bánh ra luôn. Rồi, bây giờ thì là sẽ bỏ vào lò. Khi mà mình nướng bánh á, lúc nào mình cũng dặn lò để cho lò nóng sẵn nha các bạn. Rồi, bây giờ thì là bỏ bánh vô mình nướng. Mình nướng trong vòng 20 phút ở nhiệt độ 350. Thì là để cái lò của thì là nó nóng cho nên để mì ở dưới luôn các bạn. Để cái tầng thứ nhất từ dưới đến lên nha. Rồi, thì là sẽ nướng trong vòng 20 phút 350 độ F. Rồi ở dưới đây mình sẽ làm cái nước bơ tỏi nha. Thế là ở đây thì là có cái sọt màu nước nóng nè các bạn, để cho cái bơ mình nó tan ra đó. Thế là sẽ lấy một muỗng canh cái này là sữa đặc ha. Hồi nãy ta lại là dùng một muỗng canh, rồi bây giờ hay là mình dùng một muỗng canh ở trong bơ nữa. Sau đó thì là sẽ lấy cái cục bơ vừa nãy mình làm còn dư nè các bạn, mình bỏ vào để cho nước nóng nó tan cái bơ này ra. Làm nước bơ tỏi nè, bây giờ mình phải làm cho cái bơ này nó tan ra hết rồi xong mình mới bỏ mấy nguyên liệu khác vào được các bạn. Bây giờ cái bơ nó tan hết rồi các bạn, thì là sẽ lấy 3/4 muỗng canh đường mình bỏ vào đây. 3/4 này là khoảng chừng 10 gram á các bạn. Mình bỏ vô đây mình khuấy luôn. Rồi sau đó thì là sẽ cho vào một tí mật nha các bạn. Khoảng chừng nửa muỗng hoặc là một muỗng cà phê là được rồi. Cho nó có thơm thơm á. Một muỗng cà phê. Wow. Rồi bây giờ bơ nó tan hết rồi các bạn, bây giờ thay là lấy nó xuống nè. Wow, nóng. Sau đó thay là bỏ tỏi nè các bạn. Tỏi này thay là làm khoảng chừng nửa củ tỏi vậy đó. Mình bỏ tỏi sống thẳng ra đây luôn. Thơm quá. Bây giờ sau này sẽ đập vào một cái trứng gà các bạn. Mình bỏ vào một cái trứng gà nha. Đó, mình khuấy lên, khuấy cho cái trứng nó tan ra. Rồi sau khi trứng nó tan hết rồi các bạn, bây giờ mình bỏ ngò tây vô nè, ngò tây khô nè. Thì mình sẽ bỏ vào, mình thấy màu đủ màu xanh là được nha. Mình bỏ một vào một muỗng canh trước nè. Wow. Thơm quá các bạn ơi, cái ngò này nó thơm ghê. Rồi, đây là xong cái nước sốt của mình đợi bánh mì chín là mình cắt ra mình đổ lên thôi nha các bạn. Đây là cái chai parsley flake, là cái gao cần tây á, mà nó sấy khô rồi á các bạn. Hay là mua ở chợ Walmart tại Mỹ á. Bánh mì mới lấy ra lò nè các bạn, quá đẹp luôn, cái màu vàng rất là vàng biều hết luôn. Rồi bây giờ mình để cho nó nguội nha, ở dưới cái đít bánh mì nè các bạn, nó cũng vàng luôn nè. Bánh mì nè, wow, nóng quá. Thì là lấy cái dao găm cưa nè, bây giờ mình cắt cái bánh mì này ra nha.
xong mình mở cái sáo cái muối nó ra. Rồi các bạn, sau khi mà mình chép mình cắt cái bánh mì này ra rồi đó, thì là sẽ để qua cái dĩa nhỏ nè, nó dễ hơn. Để vô dĩa nhỏ nha. Đây là phô mai thì là bỏ vào cái túi nặng kẹo, nặng bánh nè, thì là sẽ chép vào đây. Mình chép vô ngay cái kẽ nè các bạn. Đó. Mỗi cái kẽ mình chép một cái lần phô mai vậy đó. Rồi bây giờ mình bỏ bơ tỏi lên nè các bạn. Nó chỗ cái bánh mì chảy xuống á. Đó, mình bỏ bơ tỏi lên. Wow, thơm quá các bạn ơi. Nhìn thèm quá luôn á. Wow. Sau đó các bạn lấy nguyên một cái ề bánh mì này mang bao tay vào. Lấy ề bánh mì này bỏ qua cái vị nướng bánh hồi nãy đó nha. Mình đi nướng tiếp tục. Mình sẽ làm. Rồi các bạn, bây giờ Taylor sẽ bỏ cái này vô. Cái bánh mì này mình chép bơ với lại phô mai hết rồi nè. Mình bỏ vô mình nướng thêm 10 phút ở trong cái lò 10 phút ở nhiệt độ 300 độ F nha. Wow, bánh mì mới lấy ra lò nè các bạn. Wow, thơm quá. Thơm nức mũi, thơm không chịu nổi luôn. Ngon quá, ngon quá. Wow, các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Kem, phô mai, bơ là nó chảy ra rồi, cái tỏi thì nó vàng lên các bạn. Nó thơm lên. Rồi bây giờ thì là lấy một miếng có thể ăn. Wow. Rồi các bạn thấy nè, phô mai nè, bơ nè, tỏi nè. Wow. Thơm quá, ăn thử nha. Béo béo. Giòn giòn các bạn ơi. Thơm lắm, ngon. Ngon quá, thì là ăn thêm miếng nữa các bạn. Cái này các bạn có thể nướng giòn hơn một tí nữa. Cái này khai lờ chưa có giòn lắm. Rồi, cắn miếng nữa. Ở trên rất là giòn, nhưng ở dưới không chưa giòn lắm các bạn. Nhưng mà ăn cực kỳ ngon. Rất là ngon luôn á. Rồi Taylor mong rằng các bạn thích bánh mì bơ tỏi kiểu Hàn Quốc của Taylor ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn thích, xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe dưới cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.